Tử Vi về ngày 10 tháng 2 âm lịch Kỷ Tỵ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 10 tháng 2 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hoan hỉ hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn được cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 10 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 10 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 22 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày Kỷ Tỵ thuộc hành Mộc, khắc hành Thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu và tuổi Đinh Tỵ, thuộc hành Mộc không sợ Thổ. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp Sửu và Dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Tân Hợi và tuổi Đinh Hợi. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ, cầu thân. Ngoài ra, còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 10 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 10 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp kỷ âm thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngoài ra, làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong ngày còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận, thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó còn có thái cực, đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, người tuổi Sửu cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn.
Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Sơn Mộc gặp kỷ âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. May mắn trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có được những bước tiến tốt hơn. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải những thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày có Mã Tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba, nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau Mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh những va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Trong ngày có Thái Cực chiếu mệnh là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Không những vậy, còn có hai thần sát Thiên La Địa Võng và Kiếp Sát. Hung thần Thiên La Địa Võng chủ về bệnh tật, lao ngục, cho nên bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật và cần làm việc thiện để lấy cát, giải hung. Còn hung thần Kiếp Sát sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Thìn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Gia chủ tuổi Tỵ cũng cần chú ý trong ngày còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật. Cho nên bản mệnh cần tránh những lời mời, nhờ vả liên quan đến giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung hạ, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp kỷ âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn mà xảy ra xung đột không đáng có.
Trong ngày có các tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Bên cạnh đó, người tuổi ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận dần, ngọ, tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông và thuận lợi. Thứ 8. Tuổi mùi. Mùi âm hỏa gặp mậu dung thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản mệnh. Mùi âm hỏa gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngày này có 3 cát tinh là thái cực, phúc tinh và mã tinh đóng mệnh. Đây đều là những sao tốt, đem lại các cơ hội mới trong công việc, quý nhân trợ giúp cho người tuổi mùi. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Thứ 9. Tuổi thân. Thân dương kim gặp kỷ âm thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi thân. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có cát tinh là kim dư, là thiên ất giang chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hung thần kiếp sát sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Trong thời điểm này, người tuổi thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận thân, tí, thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có văn xương quý nhân chiếu mệnh, đây là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh, hành thông. Đồng thời, gia chủ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu để cho công việc được hành thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Trong ngày có cát tinh thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, thìn, tuất, sửu, mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn. Khuyên quý gia chủ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp kỷ âm thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình hơn. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sao mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Vậy nên thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn và tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 10 tháng 2 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận.
hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy, chính tông, môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.